Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 162. Chương 1611. Thánh nhân không chết, đại đạo không ngừng. 2. Tiên đế dừng bước lại, nói, Hứa Ứng, ngươi đến bên cạnh ta đi, đừng đi phía sau ta. Hứa Ứng cười khẽ một tiếng, cùng hắn sánh vai mà đi. Lúc này, Hứa Tĩnh mang theo đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế vội vàng chạy đến, từ xa nhìn thấy Tiên Đế và Hứa Ứng. Tất cả đều giật mình, đợi Chư Đế nhìn thấy Lâu Minh Ngọc ở phía trước thì lại càng giật mình hơn. Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế vội vàng tiến lên, chào hỏi nói, hóa ra là Lâu Sư Đệ. Lâu Sư Đệ không phụng dưỡng Thánh Tôn, sao lại rảnh rỗi tới đây thế này? Lâu Minh Ngọc cười nói, Thánh Tôn lệnh cho ta đến đây mời Minh Tôn và Hứa Sư Đệ lên Đại La Thiên, muốn gặp bọn họ. Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế cực kỳ khách khí đối với Lâu Minh Ngọc, mời hắn tới Cửu Thiên ngồi một chút. Lâu Minh Ngọc cười nói, chuyện Thánh Tôn ra lệnh vô cùng quan trọng, chỉ có tạm thời từ chối ý tốt của chư vị, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Chờ lần sau, ta sẽ tới bái phỏng, bồi tội với chư vị sư huynh sau. Hắn gọi đám người Cửu Thiên Bát Đế là sư huynh, hiển nhiên bối phận cũng như bọn họ. Chư Đế dừng bước, đưa mắt nhìn ba người kia đi xa. Đợi cho ba người đi xa, Chư Đế như chút được gánh nặng, Dương Long Đế nói với Hứa Tĩnh, ngươi cứ yên tâm, có Thánh Tôn ra mặt, Hứa Ứng không có việc gì đâu. Có điều nếu Tiên Đế đã hiện thân, đế vị của ngươi xem như ngâm nước nóng rồi. Hắn vô cùng tiếc hận, Minh Tôn đã dần mất khống chế, bắt đầu chống lại Cửu Thiên Cửu Đế bọn họ. Đổi đi Minh Tôn để nâng đỡ một kẻ khác nghe lời hơn là ý tưởng chung của Cửu Đế bọn họ, không thể ngờ Minh Tôn lại trở về tiên giới nhanh như thế. Đối với Thánh Tôn mà nói, ai làm Tiên Đế cũng như nhau, không cách nào thay đổi địa vị của hắn, nhưng đối với Cửu Thiên mà nói, đổi một Tiên Đế nghe lời hơn hiển nhiên rất quan trọng. Hứa Tĩnh không quan tâm chuyện mất đi đế vị, chỉ quan tâm an nguy của Hứa Ứng, không khỏi lo lắng nói, Thánh Tôn có lai lịch gì? Tiên Đế không phải người lớn nhất ở tiên giới sao? Chư Đế không khỏi cười lạnh. Cửu U Đế nói, Tiên Đế là cái thá gì chứ? Năm đó hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý. Nếu không có bọn ta nâng đỡ, hắn có thể có địa vị hôm nay ư? Khuyết Lâm Đế nói, Minh Tôn đã sớm âm thầm bày ra đủ loại thủ đoạn, cho là bọn ta không biết, nhưng ai mà không biết hắn lòng lang dạ thú chứ? Ngay cả Hứa Ứng con của ngươi cũng là. Dương Long Đế ho khan một tiếng, Khuyết Lâm Đế hiểu ý, vội vàng nuốt hai chữ rau hẹ đã đến bên miệng trở về. Dương Long Đế nói, Minh Tôn bao năm qua đã làm ra rất nhiều chuyện bất nhân bất nghĩa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Lần này Thánh Tôn triệu kiến hắn, hơn phân nửa chính là muốn răn đe, để hắn biết điều hơn một chút. Hắn nhìn Hứa Tĩnh một cái, nói, mặc dù vị trí Tiên Đế của ngươi đã bay đi mất, nhưng ngươi có công lao to lớn, phong thưởng khác vẫn phải có, nếu không thì cứ đến Cửu Thiên làm Trường Sinh Đế đi. Hứa Tĩnh chù trừ một lát, nói, ta chỉ vừa mới tu thành Thiên Quân, còn không có thành tích gì trên cảnh giới Thiên Quân, chỉ sợ không cách nào tu thành Đại La Kim Tiên. Vị trí Trường Sinh Đế này cứ để cho những Thiên Quân có năng lực khác đi cạnh tranh đi, ta vẫn làm đầu bộ Thiên Tôn của ta là được. Chư Đế liếc nhìn nhau, sau đó đều nhao nhao gật đầu, bọn họ vốn dĩ cũng không yên tâm về Hứa Tĩnh, sợ Hứa Tĩnh không đồng lòng với mình. Nếu như Hứa Tĩnh làm Trường Sinh Đế, vậy thì sẽ trở thành cản trở đối với bọn họ. Dương Long Đế nói, đã như vậy, bọn ta cũng không miễn cưỡng nữa. Đợi chút nữa bọn ta sẽ viết một đạo ý chỉ, để Tiên Đế ban phát, phong ngươi làm đầu bộ Thiên Tôn, giữ phong hào Thiên Tôn, thống lĩnh lục bộ. Phong lệnh lang Hứa Ứng là đế quân, giữ phong hào đế quân, thống lĩnh những đế quân khác, làm người đứng đầu Nam Tiên. Hứa Tĩnh trong lòng mừng rỡ, Trường Sinh Đế không có thực quyền, nhưng Thiên Tôn lại có thực quyền, lại còn có quyền lực cực lớn. Mặc dù đế quân cũng không có thực quyền, nhưng lại tiêu dao thoải mái. Và lại, phong hào đế quân này cũng có thể có thực quyền, đó chính là những vị đế quân khác có chút quyền lực, nắm giữ những đế quân khác, tương đương với có thực quyền. Phúc báo của A Ứng tới rồi, rốt cục cũng không còn là phản tặc nữa rồi. Hứa Tĩnh nhớ tới Lan Tố Anh, trong lòng vẫn trầm xuống, Lan Tố Anh vẫn là công chúa, vẫn còn bị Tiên Đế Minh Tôn khống chế. Thật ra hiện tại bọn hắn đã có thể đón Lan Tố Anh ra khỏi tiên đình, nhưng thiên hạ to lớn, lại có chỗ gì để ẩn thân. Dù bọn họ chạy trốn tới chỗ nào đi nữa, cũng khó mà trốn khỏi thần toán của Tiên Đế. Huống hồ gì,
Dù là Hứa Ứng, Hứa Tĩnh hoặc là Lan Tố Anh đều không muốn tiếp tục trốn chui trốn lùi nữa. Chương 1612, Thánh nhân không chết, đại đạo không ngừng. À. Mục đích bọn họ phi thăng tiên giới không phải là vì mạng sống, không phải là vì kéo dài hơi tàn, mà là vì báo thù, là đòi lại công bằng cho Hứa gia và báo thù cho những tộc nhân bằng hữu Côn Luân chết trong tai nạn đó. Nếu trốn tránh cũng khó mà thoát khỏi tính toán của tiên đế, không bằng cứ dứt khoát ở lại tìm cơ hội. Hứa Ứng đi theo Lâu Minh Ngọc vào trên cửu thiên, chỉ thấy nơi này có đại la thiên trải rộng, y mới vừa tới đã bị đạo vận ở nơi đây trấn nhiếp, từng trận đạo âm huyền diệu tràn vào trong đầu, làm người say mê, đạo quang như mây tía, hóa thành đạo tượng trùng điệp không thể tưởng tượng nổi, thể hiện rõ ràng sự huyền diệu của đạo pháp tiên gia. Có điều rất nhiều đại la thiên đều là trống không, không có chủ nhân, chỉ có thiên địa nguyên thần tọa trấn. Hứa Ứng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía những la thiên trống rỗng kia. Trên cửu thiên của tiên giới, ngoài mặt chỉ có ba vị tồn tại đại la diệu cảnh là Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân, nhưng số lượng đại la thiên ở nơi này lại vượt xa ba cái. Lâu Minh Ngọc cười nói, Hứa sư đệ, mời qua bên này. Hứa Ứng dò hỏi, Lâu sư huynh, chủ nhân của những đại la thiên này đi đâu rồi? Từ số lượng đại la thiên ở đây đến xem, tiên đình năm đó có hơn 10 vị cường giả đại la diệu cảnh hoặc là chí tôn cảnh, thời kỳ cường thịnh hơn hẳn bây giờ. Nhưng hiện tại, đại la diệu cảnh trên đại la thiên cũng chỉ có 3 người, khiến y tò mò muốn biết tung tích của những người này. Lâu Minh Ngọc chần chừ một lúc, nói, ta cũng không biết. Tiên đế ý vị thâm trường nói, chủ nhân của những đại la thiên này có người phạm sai lầm nên bị giam giữ. Có người nản lòng thoái chí, dứt khoát quy ẩn, còn có người làm phản bỏ trốn, lại có người không rõ tung tích, không rõ sống chết. Nói tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng kết quả chỉ có một. Lâu Minh Ngọc cũng ý vị thâm trường nói, Minh Tôn sư huynh, đây đều là chủ đề không thể nói. Tiên đế cũng không nói những chuyện này nữa. Ba người đi vào trong một đại la thiên bí ẩn, Hứa Ứng theo bọn họ đi vào trong đó, chỉ thấy nơi này phong cảnh đẹp đẽ, đạo hóa vạn tượng vạn vật, tiên sơn, dòng sông, hồ nước, hình thành thánh địa tiên gia, đi một bước, đổi một cảnh, trong lúc đi lại, cảnh sắc thiên biến vạn hóa, thiên địa nho nhỏ tựa như cất giấu đại thiên thế giới. Đỉnh đầu bọn họ còn có một tòa động uyên chí tôn khác, không nhanh không chậm chuyển động, lộ ra không gian thâm thúy không gì sánh được, tiên sơn kéo dài liên miên hệt như tranh vẽ, rộng lớn vô biên. Tầm mắt của Hứa Ứng bị tòa động uyên này che mất, đợi tới khi rời mắt đi, mới nhìn thấy tòa động uyên chí tôn thứ hai. Hai tòa động uyên, Hứa Ứng hai mắt choáng váng. Tòa động uyên chí tôn thứ hai khác với tòa động uyên chí tôn thứ nhất, tòa động uyên này không có tiên sơn, chỉ có một tòa bỉ ngạn, cũng cực kỳ nông cạn, không thâm thúy như động uyên vừa rồi. Nhưng bên trong tòa động uyên này lại truyền ra tiên linh chi khí và linh lực cực kỳ khủng khiếp bá đạo, đại đạo ẩn chứa bên trong cũng cương mãnh như lôi đình. Thánh tôn có được hai tòa động uyên chí tôn. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã nhìn thấy tòa động uyên chí tôn thứ ba, không khỏi ngơ ngác. Tòa động uyên chí tôn thứ ba trong mảnh đại la thiên này tòa ắt hẳn không phải là động uyên được triệu hoán đến từ bỉ ngạn, mà là do tiên sơn trên địa tiên giới ngưng tụ thành. Linh khí linh lực ẩn chứa trong động uyên này giống hệt với linh khí linh lực của địa tiên giới. Hẳn là có người tập hợp tất cả tiên sơn phúc địa trên địa tiên giới lại, luyện những tiên sơn phúc địa kia thành tòa động uyên cấp chí tôn này. Thủ bút lớn như thế, bây giờ đã không cách nào nhìn thấy được nữa. Bởi vì tất cả tiên sơn phúc địa ở địa tiên giới bây giờ cộng lại cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể tạo ra một tòa động uyên như thế. Hứa Ứng cảm thấy choáng váng, ba tòa động uyên chí tôn khác nhau, ẩn chứa đại đạo cũng không giống nhau, đạo lực tự nhiên cũng khác biệt. Dùng ba tòa động uyên này để tu hành, nghĩ thôi đã thấy xa xỉ rồi. Số tài nguyên mà ba tòa động uyên này đại biểu đã vượt qua toàn bộ tiên giới, thậm chí toàn bộ địa tiên giới. Thánh sơn phúc địa mà vô số tông môn tông phái trên chư thiên vạn giới, các tán nhân tiên giới, tiên quan tiên đỉnh, thậm chí tài phú mà tiên đế chí tôn và cửu thiên đại đế nắm giữ cộng lại vào một chỗ, cũng không sánh nổi ba tòa động uyên này. Có lẽ phải cộng thêm cả tài phú của tổ đình mới có thể sánh được. Hứa Ứng thầm nghĩ, Thượng Thanh đạo môn của tổ đình còn có một tòa động uyên Thượng Thanh. Động uyên Thượng Thanh, cộng thêm tất cả tài phú của chư thiên vạn giới và tiên giới mới có thể so sánh với tài phú của Thánh Tôn. Thánh Tôn mặc dù có địa vị phi phàm, nhưng cuộc sống hàng ngày lại cực kỳ đơn giản.
Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1613, Thánh nhân không chết, đại đạo không ngừng, 4. Lâu Minh Ngọc cười nói, lão nhân gia ở bên trong Đại Minh Cung ở phía trước. Tòa Đại Minh Cung kia xây trên đỉnh núi của một tòa tiên sơn, đúng là cũng không xa hoa gì nhiều, diện tích không lớn, cũng không cao bao nhiêu, xung quanh còn có vài dãy phòng ốc quy mô nhỏ, nhìn từ xa như một cái miếu thờ không có tường vây. Bọn họ đến gần, ba người lần lượt đáp xuống đất, đi bộ về phía Đại Minh Cung. Lâu Minh Ngọc vừa đi vừa giới thiệu, gạch lát dưới đất là gạch trải trong Kim Loan Điện của Thiếu Hạo Đế năm đó, vạc nước bên kia là vạc ngư long của Yêu Đế đời thứ ba. Ngói lợp trên mái hiên là ngói ích hỏa lưu ly tháo ra từ trên cung của Hạo Anh Đế Hậu, còn có gốc thực dược bên kia là do Yêu Đế Đế Hậu đời thứ 9 trồng, độc nhất đương thời. Đại loại như thế, đạo tâm của Hứa Ứng run lên, Đại Minh Cung đúng là hoàn toàn không xa hoa, nhưng mỗi một viên ngói viên gạch, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều có lai lịch lớn. Nhổ một cọng cỏ ở đây ra ngoài, chỉ sợ cũng ăn đứt đống tiên chu mà Cửu Thiên Đại Đế vất vả vun trồng ấy chứ. Hứa Ứng liếc mắt nhìn tiên đế một cái, chỉ thấy tiên đế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cảm xúc không hề dao động, hiển nhiên đã sớm biết Thánh Tôn Đại Minh Cung xa hoa tới mức nào. Ba người đi tới trước Đại Minh Cung, cũng không tiến vào trong cung, đã truyền đến một cỗ khí tức cường đại cổ xưa, ngang với trời cao, sâu tựa biển rộng, dày như đại địa. Khí tức bừng bừng như đong đầy thiên địa, cùng tồn tại với đạo, sâu không thể lường. Tiên đế Chí Tôn khom người, Hứa Ứng thấy thế, cũng khom người trước Đại Minh Cung. Lâu Minh Ngọc không hề lên tiếng, lặng lẽ đi qua từ một bên, 10 bậc mà lên, chẳng bao lâu sau đã đi vào bên trong Đại Minh Cung. Sau một lúc lâu, trong cung phát ra hào quang dày đặc, một âm thanh nặng nề truyền tới, vừa mới mở miệng, mỗi một chữ đều như đại đạo viết ra, từng chữ như châu cơ, ngôn xuất pháp tùy, diệu không thể tả. Minh Tôn, địa tiên giới phục hồi như xưa, nhân gian giới đã hiện, thiên tiên giới cũng ẩn hiện tiên tung, ngươi làm tiên đế, không thể vì chuyện tư mà bỏ bê chuyện công được. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến, nói, ngươi muốn làm tam giới chi đế, hay là làm địa tiên giới chi đế, trong lòng ngươi phải tự hiểu lấy. Đại thế ở đó, không nên để tầm mắt bị giới hạn, phải biết nhìn lâu dài hơn. Tiên đế nói, cần tuân Thánh Tôn dạy bảo. Thánh Tôn nói, cho phép ngươi ở bên trong động uyên Chí Tôn dưỡng thương, ngươi lui xuống đi. Tiên đế Chí Tôn nhướng mày, trong lòng không khỏi tức giận, trong lúc hắn muốn giết Hứa Ứng để thu hoạch chiến lợi phẩm, kêu hắn tới đây chỉ là để răn dạy một câu như vậy ư. Thật sự không xem tiên đế như mình ra gì ư. Còn cả động uyên Chí Tôn kia nữa, rõ ràng chính là động uyên cho hắn, nhưng mỗi lần vận dụng đều cần Cửu Thiên Cửu Đế hoặc là Thánh Tôn cho phép. Mình rốt cuộc là tiên đế Chí Tôn, hay chỉ là một vật bày trí đây? Mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt cũng không dám tỏ vẻ khó chịu, khom người nói, vâng. Nói xong thì quay người rời đi. Đợi tới khi tiên đế Chí Tôn rời đi, âm thanh của Thánh Tôn mới từ bên trên truyền đến, Hứa Ứng. Hứa Ứng khom người, có thần. Lúc này, ánh sáng nặng nề phát ra từ bên trong Đại Minh Cung mới dần dần di chuyển, Hứa Ứng phát hiện có một đôi mắt đang đánh giá mình. Thế là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đạo quang đang bao bọc một bóng người mông lung, đang ở trên cao nhìn xuống y. Ngươi đúng là to gan lớn mật, lại dám ngẩng đầu nhìn ta. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến từ bên trong đoàn đạo quang kia, điềm nhiên nói, truyền nhân của Thanh Huyền, quả nhiên lớn mật, lòng lang dạ thú. Hứa Ứng trong lòng máy động, vội vàng nói, ta không phải là truyền nhân của Thanh Huyền. Ta là người bị hại, ta là bị tiên đế bày kế dẫn đạo mới học công pháp của Thanh Huyền. Xin Thánh Tôn tru sát tên tiên đế lòng lang dạ thú kia. Thánh Tôn trầm mặc. Lâu Minh Ngọc ở bên cạnh cũng ngơ ngác, Thánh Tôn nói Hứa Ứng lòng lang dạ thú, sao đến trong miệng Hứa Ứng lại biến thành tiên đế lòng lang dạ thú, nhất định phải tru diệt thế này. Thánh Tôn nói, Hứa Ứng, Minh Tôn tự có tác dụng của Minh Tôn, ngươi không cần luôn nghĩ cách giết chết hắn. Ta thấy ngươi và Thanh Huyền rất thân thiết, các ngươi quen biết như thế nào? Hứa Ứng trong lòng máy động, đột nhiên hiểu ra Thanh Huyền trong miệng Thánh Tôn không phải là Thanh Huyền chân chính, mà là phế vật Thanh Huyền. Nhất định là Thánh Tôn cũng âm thầm chú ý trận chiến giữa Hứa Ứng và Trường Sinh Đế, kết quả thấy được phế vật Thanh Huyền, vì vậy mà vô cùng kinh ngạc. Hắn không dám trực tiếp đi tìm phế vật Thanh Huyền, còn tưởng đối phương là Thanh Huyền chân chính, bởi vậy nên mới tìm Hứa Ứng để moi tin.
Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, nói, đệ tử chưa bao giờ gặp Thanh Huyền. Ngươi nói láo. Trên không truyền đến một tiếng quát, to. Chương 1614, đệ cửu cảnh, đạo chi cực, 1. Hứa Ứng sắc mặt xám ngoét, thân thể mất khống chế run lên một cái. Thánh Tôn thu hết thần thái của y vào đáy mắt, dù là đạo tâm vạn cổ không đổi lúc này cũng dao động kịch liệt, thất thanh nói, quả nhiên Thanh Huyền còn chưa chết. Hứa Ứng lén lút ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Thánh Tôn sừng sững ở trước Đại Minh cung không nhúc nhích. Nhưng thời tiết của tòa Đại La Thiên này lại đang thay đổi, mây đen thụy khí, lúc tụ lúc tán, hiển nhiên trong lòng Thánh Tôn lúc này cũng không hề bình tĩnh. Đột nhiên, thời tiết của Đại La Thiên bỗng nhiên ngừng biến hóa, không sáng sủa cũng chẳng âm u. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, hắn không sợ Thanh Huyền. Mục đích của y khi run lên một cái chính là để Thánh Tôn hiểu lầm, nghĩ là Thanh Huyền vẫn còn sống trên đời này, để Thánh Tôn dù mang ý đồ xấu với y đi nữa thì cũng sợ ném chuột vỡ bình. Đúng là Thánh Tôn đã hiểu lầm như thế, nhưng Thánh Tôn cũng không sợ Thanh Huyền, càng không có khả năng sợ ném chuột vỡ bình. Ta nghe nói đạo hữu chưa chết, không khỏi kích động một chút, để cho ngươi bị dọa sợ rồi. Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến, bình tĩnh nói, Hứa Ứng, ngươi đi lên đây nói chuyện đi. Hứa Ứng đáp dạ, thu hồi những tâm tư khác, cẩn thận đi tới chỗ bậc thang. Nếu Thánh Tôn không sợ Thanh Huyền, vậy thì y cũng chỉ có thể thành thành thật thật, không thể có tâm tư khác. Y liếc mắt nhìn Lâu Minh Ngọc đứng sau lưng Thánh Tôn, thế là cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Lâu Minh Ngọc. Hứa Ứng suy nghĩ một lát, nói, Thánh Tôn, ta thật sự không phải là truyền nhân của Thanh Huyền, cũng chưa từng gặp Thanh Huyền. Thánh Tôn trầm mặc một lát, không nhanh không chậm nói, trên đời này, người có thể làm ta e ngại đã không còn ai nữa, cho dù là tổ thần hùng vĩ cũng không thể làm ta e sợ. Gần 70 vạn năm qua, ta chiến thắng vô số đối thủ cường đại, nắm giữ tứ đại động uyên chí tôn, cho dù tổ thần khôi phục thực lực, quyết đấu với ta thì chắc chắn cũng sẽ thua thôi. Ta cũng có thể đánh nát, hủy diệt địa tiên giới để làm suy yếu thực lực của hắn, từ đó giành lấy chiến thắng. Hứa Ứng tâm thần chấn động, lực lượng của tổ thần đến từ tam giới, nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới. Thiên đạo của nhân gian giới đã khôi phục, tổ thần lại tìm hiểu ra thiên đạo của hắc ám nhân gian. Cho nên vết thương cũ đã khỏi hẳn, tu vi cũng tăng lên vô cùng kinh người, gần như ngang ngửa với thời kỳ toàn thịnh. Tổ thần lúc này sợ là có thể so với tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên. Nhưng Thánh Tôn nói mình có thể thắng tổ thần, cũng không phải đang nói khoác. Bởi vì dựa vào biện pháp hắn đã nói, đúng là có thể chiến thắng tổ thần. Chỉ là cái giá này quá lớn, nhưng đối với Thánh Tôn mà nói, khi cần thiết hắn chắc chắn sẽ làm như thế, dù là hy sinh địa tiên giới cũng phải chiến thắng tổ thần. Về phần tứ đại động uyên mà hắn nói tới, hẳn là chỉ động uyên chí tôn đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tòa động uyên kia không thuộc về tiên đế, cũng không phải là của cửu thiên cửu đế, mà là vật trong túi của hắn. Thanh Huyền thì khác, Thanh Huyền là một trong số ít những người có thể làm cho ta e ngại. Thánh Tôn nói ra, Hứa Ứng nhìn bầu trời xung quanh, bầu trời không sáng không tối, phong khinh vân đạm. Y vẫn giữ nguyên kết luận kia, Thánh Tôn cũng không e ngại Thanh Huyền. Năm đó, ta cùng hắn khởi nghĩa, hắn phản lại Thượng Thanh Đạo Môn, ta phản lại Tiên Đình. Thời gian ta tạo phản còn sớm hơn hắn một chút. Khi đó Tử Vi Hậu Chủ vẫn là Hạo Thương Đế, Tiên Đình của hắn mục nát, đã không nhìn vào đám người ở tầng dưới chót nữa, chỉ muốn duy trì địa vị của mình. Ta là thiên tôn của Hạo Thương Tiên Đình, đã không nhìn thấy hy vọng từ Hạo Thương Tiên Đình nữa, cho nên mới phản lại Tiên Đình. Thánh Tôn nhớ lại chuyện cũ, buồn bã nói, nếu không có một bầu nhiệt huyết, ai dám tạo phản. Ta khởi nghĩa trước Thanh Huyền, nhưng liên tục gặp phải đả kích, thế lực cũ thực sự quá cường đại, ép tới mức ta không thể thở nổi. Về sau đám người Thanh Huyền, Tạo Hóa, Quỳnh Đài lần lượt khởi nghĩa, áp lực của ta mới nhỏ hơn một chút. Đến khi Thanh Huyền mở ra chí tôn cảnh, vượt qua khỏi ảnh hưởng của đạo khóc và thiên đạo thời đại trước, bọn ta mới xem như có chuyển cơ. Kể từ lúc đó, ta đã bắt đầu e ngại Thanh Huyền, ta lớn tuổi hơn hắn, công lực cao hơn hắn, nhưng ta không bằng hắn, ta ghen ghét hắn. Ta biết, nếu hắn còn sống, ta vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn. Khóe miệng của Hứa Ứng co giật, không dám nói gì. Hiện tại Thanh Huyền đã ra chết, còn là chết trong tay đám người Thánh Tôn. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 1615, Đệ cửu cảnh, Đạo tri cực, 2. Thánh Tôn tiếp tục nói, bằng vào thực lực của ta hôm nay, đã vượt qua Thanh Huyền năm đó, nhưng loại e ngại này vẫn còn tồn tại, như đã khắc vào trong ý thức của ta. Ta e ngại Thanh Huyền, là ta của lúc đó e ngại Thanh Huyền của lúc đó, chứ không phải ta của hiện tại e ngại Thanh Huyền bán màn thầu của hiện tại. Hắn là người thứ nhất đột phá chí tôn cảnh, ta là người thứ hai. Sau khi hắn qua đời, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, cho dù hắn còn sống, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đã là tồn tại cường đại nhất trên đời này, vì sao ta vẫn còn e ngại hắn của khi đó đó? Những năm gần đây, hắn thu nạp quyền lực, thu nạp tài nguyên, người năm đó cùng hắn chia sẻ quyền lực tài nguyên nay đã giao lại hết quyền lực và tài nguyên cho hắn. Hắn nắm giữ tài nguyên lớn như vậy, tăng tu vi thực lực của mình lên tới trình độ vang dội cổ kim, nhìn hết từ xưa tới nay. Cho dù là yêu tộc thập đế, nhân tộc lục đế và đạo tổ, yêu tổ của các đại tổ đình cũng thua xa thực lực của hắn bây giờ. Nhưng sự e ngại của hắn đối với Thanh Huyền thế mà vẫn tồn tại. Ta độc chiếm những quyền lực tài nguyên này cũng không khác gì với nguyện cảnh mà Thanh Huyền đã nói năm đó. Năm đó Thanh Huyền nói muốn tập trung Động Uyên làm đại sự, tập trung Động Uyên tìm kiếm tân đạo đệ bát cảnh, cựu đạo đệ cửu cảnh. Bây giờ ta cũng đang làm như thế. Thánh Tôn như đang phân tích cõi lòng của chính mình, nói đây là trăm sông đổ về một biển. Đệ cửu cảnh mà Thanh Huyền theo đuổi, trước mắt cũng là cảnh giới mà Thánh Tôn theo đuổi. Hứa Ứng hoảng hốt, hắn đến chỗ này, thấy được rất nhiều đại la thiên bỏ trống. Nguyên chủ nhân của những đại la thiên này vốn là nhân kiệt cùng Thanh Huyền khởi nghĩa tạo phản khi xưa, bọn họ là lãnh tụ nghĩa quân, năm đó nơi này nhất định cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện tại, nơi này chỉ còn lại Cửu Cung, Thái Nguyên, La Thánh Nhân và Thánh Tôn. Cửu Công, Thái Nguyên và La Thánh Nhân cũng là người không có Động Uyên, Thánh Tôn lại một mình nắm giữ Tam Đại Động Uyên. Cái này tuyệt đối không giống với mong muốn của Thanh Huyền khi đó. Năm đó ta hiểu lầm hắn, cho nên mới ra tay với hắn, nhưng lúc ta nắm giữ Tam Đại Động Uyên, tìm kiếm đệ cửu cảnh, mới phát hiện hắn nói rất đúng. Những năm gần đây, ta vẫn muốn đột phá đệ cửu cảnh, nhưng từ đầu chí cuối lại không cách nào bước ra được một bước kia. Thánh Tôn cảm khái nói, Thanh Huyền gọi đệ cửu cảnh là bất hủ cảnh. Cảnh giới này là đạo cảnh cực hạn, đạo tri cực. Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, đệ cửu cảnh, bất hủ cảnh, đạo tri cực, hẳn là đạo cảnh cửu trọng của Đại Long Viễn Tổ, cảnh giới này thực sự có tồn tại. Thánh Tôn đột nhiên đổi chủ đề, nói, Hứa Ứng, ngươi cũng đã biết, lúc Minh Tôn chuẩn bị xuống tay với ngươi, vì sao ta lại muốn bảo vệ ngươi rồi chứ? Hứa Ứng lắc đầu nói, đệ tử không biết. Khi đó suýt nữa y đã vạch mặt với tiên đế, nhưng Lâu Minh Ngọc đột nhiên xuất hiện, cứu y một mạng. Nhưng nếu Thánh Tôn để Lâu Minh Ngọc tới cứu y, nhất định là có nguyên nhân nào đó, đây chính là vốn liếng giúp Hứa Ứng có thể sống sót đi ra khỏi nơi này. Thánh Tôn nói, bởi vì ngươi biết được đạo khóc, đệ cửu cảnh, đạo tri cực, rất có thể sẽ ứng trên người của ngươi. Hứa Ứng ngạc nhiên, đạo khóc rõ ràng chỉ là một loại hiện tượng do kết cấu của đại đạo dị chủng tạo thành, tại sao lại có liên quan với đệ cửu cảnh chứ? Thánh Tôn đi qua từ bên cạnh y, đi vào bên trong Đại Minh Cung, Lâu Minh Ngọc lặng lẽ ra hiệu cho y đuổi theo, Hứa Ứng bèn đi theo Thánh Tôn vào trong Đại Minh Cung. Bên trong tòa cung điện xa hoa không gì sánh được này có đủ loại đạo tượng kỳ dị. Quy mô của đạo tượng cực kỳ khổng lồ, nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng cá, long phượng kỳ lân, mưa gió lôi điện, thần linh ma vương, cái gì cũng có, chủng loại phong phú, có thể nói là vạn vật vạn loại đều ở trong đó. Hứa Ứng nhìn thấy rất nhiều đạo tượng tổ hợp, hình thành phù văn tiên đạo. Đạo tượng phong phú, phù văn tiên đạo do những đạo tượng khác nhau sắp xếp tổ hợp, thành cũng không giống nhau, đạo tượng có đến hàng vạn, bởi vậy số lượng phù văn tiên đạo cũng vô cùng vô tận. Những phù văn tiên đạo khác nhau cũng ẩn chứa đại đạo pháp tắc khác nhau, hình thành đạo tắc khác nhau, không đồng đạo thì tổ hợp, hình thành đạo liên, tạo thành từng viên đạo chủng kỳ lạ. Hứa Ứng đi giữa biển hạt giống, chỉ thấy vô số đạo chủng trôi lơ lửng trên không trung, những đạo chủng này có hình dạng như hạt gạo, cao chừng 3 tấc, rộng chừng hơn 1 tấc, phát ra các loại hào quang, khiến cho người ta trầm mê. Pháp lực của Thánh Tôn quá cường đại, Hứa Ứng thầm nghĩ. Đạo hạnh của Thánh Tôn cũng như ngọn núi cao làm y phải ngước nhìn, tự than thở không bằng. Chương 1616, Đệ cửu cảnh, Đạo tri cực, 3. À.
Trước mắt, y đã mất dấu thánh tôn, Lâu Minh Ngọc cũng không thấy đâu, chỉ còn lại biển đạo chủng mênh mông vô biên vô tận. Hứa Ứng nhỏ giọng kêu, Lâu Sư Huynh, Lâu Sư Huynh, nhưng không nghe thấy Lâu Minh Ngọc trả lời. Hứa Ứng kiên trì đi thẳng qua giữa biển đạo chủng, tiếp tục đi tới phía trước, đột nhiên ở phía trước có vô số đạo liên xen lẫn, hình thành đạo thụ. Những gốc đạo thụ với hình thái khác nhau mọc thành rừng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không thấy điểm cuối. Hắn thấy được gốc mai cùng loại với Trường Sinh Đế, cũng nhìn thấy đủ loại đạo thụ có hình dạng cây đào, cây lê, bồ đề các loại. Chủng loại phù văn tiên đạo đã là không thể tính toán được, chủng loại đạo thụ càng nhiều đến mức đáng sợ, căn bản không thể đếm hết. Hứa Ứng đi giữa khu rừng đạo thụ này, chỉ riêng các chủng loại đạo thụ mà y nhìn thấy phải đến hàng vạn. Mà trên những đạo thụ này lại treo đủ loại đạo hoa khác nhau, đạo hoa rực rỡ, phát ra hào quang thánh khiết. Không biết qua bao lâu, rốt cục y cũng đi ra khỏi khu rừng đạo thụ này. Nhưng thứ ánh vào tầm mắt của y một lần nữa chính là đạo quả vô biên vô tận. Những đạo quả này bồng bềnh ở trước mặt của y, đếm mãi không hết, ẩn chứa thành tựu đại đạo khác biệt. Hứa Ứng đã thấy tê hết cả da đầu, y không biết đạo hạnh của thánh tôn cao đến mức nào. Đạo hạnh là một mặt, pháp lực lại là một mặt khác. Đạo hạnh của thánh tôn đương nhiên cực cao, đã làm đến mức độ nắm giữ vô số đại đạo, cho nên mới có thể diễn hóa ra nhiều đạo tắc, đạo chủng, đạo thụ, đạo quả như thế. Nhưng diễn hóa những vật này cũng cần có pháp lực cực kỳ cao thâm, nếu không đủ pháp lực thì đã mệt chết từ sớm rồi. Hứa Ứng phỏng đoán, lấy tu vi của mình hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể đến diễn hóa tới bước đạo chủng, lại thêm nữa thì tu vi của mình sẽ không chịu đựng nổi. Mà thánh tôn đã diễn hóa đến bước đạo thụ đạo quả rồi. Hứa Ứng đánh bại Trường Sinh Đế, đã là tồn tại hàng đầu ở đương thời, không ngờ chênh lệch với thánh tôn vẫn lớn như vậy. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, đi xuyên qua các đạo quả khác nhau kia, đợi tới khi y đi ra khỏi mảnh đạo quả này, lại đi tới một mảnh đạo cảnh chi cảnh khác, mỗi loại đạo cảnh đều có đại đạo quy tắc khác nhau, trong đó có các loại đạo cảnh hùng vĩ như huyền hoàng, hỗn độn, lưu ly tịnh không, cũng có các loại đại đạo chi cảnh tương đối nhỏ hơn một chút như hỏa diễm, lôi đình, nhật nguyệt. Các loại đạo cảnh làm cho người ta không kịp nhìn, rõ ràng là không thể xem hết được. Hứa Ứng tới đây thì nhẹ nhàng thở ra, đạo cảnh khác thì y không dám nhiều lời, nhưng y đã nghiên cứu thập đại đạo cảnh như huyền hoàng, hỗn độn, lưu ly tịnh không cực kỳ thấu triệt. Theo y thấy, thật ra thập đại đạo cảnh của thánh tôn có chỗ thiếu hụt rất lớn, có thể nói chỉ là cái vỏ không hồn mà thôi. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự là nhất pháp thông vạn pháp thông chứ. Hứa Ứng thầm nghĩ, hắn không nói đến cái ta am hiểu thì thôi đi, cho ta một loại cảm giác không gì không biết không gì làm không được. Nhưng liên quan đến thứ ta am hiểu thì mới thấy, hóa ra hắn cũng không tinh thông gì mấy. Thậm chí, Hứa Ứng còn phát hiện rất nhiều sai lầm từ bên trong thập đại đạo cảnh của thánh tôn. Nếu có bỏ sót thì còn thôi, nhiều nhất là nghiên không tinh mà thôi. Nhưng có sai lầm thì chỉ có thể nói hắn tham thì thâm, ra vẻ hiểu biết. Có điều, thánh tôn thể hiện nhiều đạo cảnh như vậy vẫn khiến Hứa Ứng cảm thấy cực kỳ rung động, khiến cho Hứa Ứng khâm phục vô cùng. Y đi ra khỏi địa phương này, rốt cục cũng thấy được thánh tôn và Lâu Minh Ngọc. Thánh tôn vẫn đứng ở bên trong hào quang như cũ, đưa lưng về phía Hứa Ứng, mà ở trước mặt hắn là một mảnh đạo thụ và đạo cảnh có hình thái khác. Cũng rộng lớn vô bờ. Hứa Ứng nhìn kỹ, không khỏi động dung. Mảnh đạo thụ đạo cảnh này lại là dùng đạo văn làm cơ sở để hiển hóa mà thành. Đạo văn và phù văn tiên đạo, một loại là kết cấu thời đại cổ xưa, một loại là kết cấu bây giờ. Tiên nhân của thời đại cổ xưa là lấy đạo văn làm cơ sở, diễn hóa ra đạo chủng đạo thụ đạo hoa đạo quả. Mà tiên nhân bây giờ thì lấy phù văn làm cơ sở, diễn hóa đạo chủng đạo thụ đạo hoa đạo quả. Thánh tôn vậy mà lại nắm giữ hai loại kết cấu tiên đạo. Cũng tức là nói, cho dù thánh tôn tu luyện cựu đạo, chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới cực hạn, tu thành đại la diệu cảnh đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Thiên phú của người này thực sự quá cao. Hứa Ứng thầm nghĩ, năm đó chí tôn và diệu cảnh của tiên đình thua ở trong tay của hắn cũng không oan. Có điều những gì thánh tôn nói ra lại có vẻ cực kỳ sùng bái Thanh Huyền, cho là mình kém xa Thanh Huyền, dù là tư chất ngộ tính hay là chiến lực, đều bị Thanh Huyền khi đó bỏ xa. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 1617, Đệ cửu cảnh, đạo tri cực, 4. Như vậy, thiên phú của Thanh Huyền khi đó rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Hứa Ứng hoảng hốt, nhớ tới phế vật Thanh Huyền hiện tại, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Những năm này, ta đã tập hợp tam đại động uyên chí tôn, tìm hiểu ra đạo lý thâm ảo nhất trong động uyên. Đồng thời cũng thăm dò ra phía trước hai con đường là phù văn và đạo văn đều không còn đường tiến bước nữa. Tiên đạo lấy phù văn và đạo văn làm cơ sở kết cấu, đến chí tôn cảnh và diệu cảnh đã là đường cùng, cũng không có đệ cửu cảnh. Thánh Tôn thở dài, nói, ta đã thử rất nhiều khả năng. Hắn đi thẳng về phía trước, Hứa Ứng thấy được càng nhiều sân thí nghiệm hơn. Ở giữa những sân thí nghiệm này, đủ loại đại đạo vỡ nát nằm ngổn ngang, có đạo thụ, có đạo cảnh, còn có các loại kết cấu đại đạo dị chủng, tất cả đều kết thúc bằng việc sụp đổ vỡ nát. Thánh Tôn những năm này ẩn cư không ra, chỉ sợ là đã đặt hết tất cả tinh lực vào những loại thí nghiệm kia. Đệ cửu cảnh, với hắn mà nói đã là một chấp niệm vĩnh viễn không cách nào thực hiện, một mực quấn lấy hắn. Hứa Ứng nhịn không được nói, nếu Thánh Tôn muốn mở đệ cửu cảnh như vậy, vì sao không thuận theo những gì Thanh Huyền đã nói? Nhập động uyên vào của công, để có nhiều tài tuấn tu luyện tới cảnh giới thiên quân, chí tôn hơn, từ đó cùng chung tay chung sức chứ. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên hàn ý lạnh thấu xương đã đập vào mặt, bao phủ lấy hắn. Hứa Ứng không chịu được mà dùng mình vài cái, không dám nói tiếp nữa. Hắn đột nhiên hiểu được, mặc dù Thánh Tôn có lòng cầu đạo thịnh vượng, nhưng độc tài chính là độc tài, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hắn sẽ không buông tha cho quyền lực nằm trong tay. Thánh Tôn thu liễm khí tức, nói, đạo khóc cũng là một loại kết cấu đại đạo, nhưng cao minh hơn. Loại kết cấu này hẳn là trực chỉ đệ cửu cảnh, bất hủ cảnh. Những năm gần đây, ta cũng đang phá giải đạo khóc. Hắn tiếp tục đi tới phía trước, vô số thi cốt ánh vào tầm mắt của Hứa Ứng. Đó là đám người chết trong đạo khóc lúc địa tiên giới bộc phát đạo khóc. Hứa Ứng theo hắn đi thẳng về phía trước, nhìn thấy mà giật mình, tiên vương, tiên quân, thiên quân, đại la kim tiên, nhân tộc, yêu tộc, kỳ lân, long phượng, đại bằng, chủng loại thi cốt mà Thánh Tôn thu thập vô cùng phong phú, cảnh giới cũng không giống nhau. Bọn họ có cái là trạng thái hài cốt, có cái là thân thể đã bị đạo khóc hóa hơn phân nửa, thiên quân tương đối cường đại. Có thể giữ lại thân thể, hệt như cái xác không hồn, nhìn thấy bọn họ tới thì há miệng phát ra âm thanh đạo khóc chói tai, trùng kích bọn họ. Còn có đại la kim tiên cường đại hơn nữa, đạo tràng của bọn họ đã bị hư hại, nhưng người vẫn chưa chết, lại bị Thánh Tôn giam cầm. Dù thiên quân hay là đại la kim tiên đều bị xé ra. Thứ bị xé ra không chỉ là thân thể của bọn họ mà còn có nguyên thần, còn có từng cảnh giới, đều bị cắt thành phiến mỏng, cẩn thận treo ở trên không trung, thuận tiện nghiên cứu. Thánh Tôn sẽ còn cắt đầu óc của bọn họ ra, quan sát quá trình đầu óc của những cường giả này diệt vong bên trong đạo khóc. Hứa Ứng thấy rõ rất nhiều đạo, thụ, đạo hoa, đạo quả vậy mà cũng bị xé ra, nhưng không làm thương tổn đến bọn chúng, cũng bị triển khai, quan sát phản ứng của bọn chúng dưới đạo khóc. Bên cạnh còn cột mấy thiên quân bị đạo khóc ô nhiễm, đang há miệng phát ra âm thanh đạo khóc bén nhọn đối với mặt cắt của đạo thụ, đạo hoa, đạo quả. Hứa Ứng lập tức hiểu rõ dụng ý của Thánh Tôn khi giành lại mình từ trong tay tiên đế, Thánh Tôn muốn mổ xẻ ta ra, cắt thành phiến mỏng treo lên nghiên cứu đạo khóc. Thánh Tôn như nhìn thấu ý nghĩ của y, lắc đầu nói, ngươi đã có thể tự chủ vận dụng đạo khóc. Đồng thời ngươi còn đi được xa hơn, đã có thể vận dụng kết cấu đại biểu cho đạo khóc, tổ hợp thần thông. Ngươi là con gà có thể đẻ trứng vàng, còn không chỉ là một quả trứng vàng, ta sẽ không mổ gà lấy trứng. Chân mày bên trái của Hứa Ứng giật giật, ví dụ khiến y cảm thấy rất khó chịu. Lâu Minh Ngọc tò mò nhìn lông mày dựng thẳng của Hứa Ứng, thầm nghĩ hắn là nhướng lông mày bên trái thì sẽ chuẩn bị nói láo, hay là nhướng lông mày bên phải thì sẽ chuẩn bị nói láo đây. Lúc Hứa Ứng giao phong với Trường Sinh Đế đã dùng tới táng thần thông, có điều táng thần thông y sử dụng cực kỳ đơn giản, là dùng lý hóa làm cánh chim, chỉ là thần thông loại cánh chim. Mặc dù là thần thông đơn giản không gì sánh được, lại đỡ được thập nhị đạo luân và tử U Minh Đao mà Trường Sinh Đế đáng tự hào nhất. Ngoài ra chính là Hứa Ứng vận dụng đạo khóc, đánh chết thân thể nguyên thần của Trường Sinh Đế. Thời gian Hứa Ứng ra tay cực kỳ ngắn ngủi, táng thần thông cũng không làm cho người khác phải ghé mắt. Hào quang của một chiêu này bị ba chiêu ấn pháp của y là địa tiên, nhân gian và thiên tiên che giấu. Chương 1618, Chân tướng đạo khóc, 1.
nhưng lại không thể thoát khỏi con mắt của Thánh Tôn. Đúng là ta đã bắt đầu lĩnh ngộ Táng Thần Thông. Hứa Ứng cũng không giấu giếm, thông khoái nói cho Thánh Tôn biết, Thánh Tôn suy đoán không sai, đạo khóc đại biểu cho một loại kết cấu khác, ta gọi nó là kết cấu lý. Táng Thần Thông, kết cấu lý. Thánh Tôn không khỏi động dung, mặc dù hắn nhìn thấy Hứa Ứng thi triển Táng Thần Thông, nhưng Hứa Ứng thế mà nghiên cứu đến sâu như vậy, đã lục lọi ra kết cấu lý, khiến cho hắn mừng rỡ vô cùng, vội vàng truy vấn, cái gì gọi là kết cấu lý? Bản chất của đạo khóc lại là cái gì? Hứa Ứng ngẫm nghĩ một hồi mới châm trước ngôn từ, nói, cái gọi là đạo khóc là một loại hiện tượng tạo thành khi kết cấu đại đạo của tu sĩ, thần nhân, tiên nhân cùng thiên địa bị tan rã từ trên gốc rễ, bị kết cấu lý thay thế, đại đạo ban đầu sụp đổ, đại đạo khô héo. Hứa Ứng suy tư một lát, tiếp tục nói, loại tan rã thay thế này là kết cấu đại đạo cao đẳng xâm lấn kết cấu đại đạo cấp thấp. Thời đại Long Đình đã từng bị Thúy Nham xâm lấn, nền tảng kết cấu đại đạo của thời đại Long Đình là Long Văn. Nếu như kết cấu Long Văn bị kết cấu lý thay thế, như vậy dù là luyện khí sĩ hay là thần tiên, tu vi, đạo pháp, đạo hạnh cũng sẽ tan rã trong tích tắc. Loại kết cấu đại đạo cao đẳng này sẽ hòa tan và thay thế kết cấu đại đạo cấp thấp, cũng sẽ truyền nhiễm giống ôn dịch. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng dẫn đến toàn bộ nhân gian giới đều lâm vào bên trong đạo khóc. Cái gọi là đạo khóc kia, rất giống tu sĩ hóa đạo. Tu sĩ vốn là thân thể huyết nhục, bản thân không phải đại đạo, tìm hiểu ra một loại đạo pháp cao thâm nào đó, thân thể nguyên thần có khả năng phân giải, đồng hóa cùng đạo. Loại hiện tượng bị đạo đồng hóa này chính là hóa đạo. Sau khi tu sĩ hóa đạo tử vong, không có ý thức của bản thân trở thành một bộ phận của đạo, bị xóa bỏ triệt để. Mà đạo khóc là quá trình luyện khí sĩ, thần tiên thậm chí thiên địa đại đạo, đều hóa thành đại đạo cao đẳng, chính mình của ban đầu sẽ không còn tồn tại nữa, biến thành một bộ phận của kết cấu lý. Trong này, điều kỳ lạ nhất chính là, phàm nhân không hiểu cách tu luyện, không biết cái gì gọi là đạo pháp. Đối mặt với đạo khóc sẽ không có bất kỳ sức chống cự gì, nhưng mà đạo khóc cũng sẽ không quấy nhiễu bọn họ, ngược lại để cho bọn họ còn sống sót. Về phần những cao thủ nhân gian giới kia thì bị đạo khóc xâm nhập, bình thường đều sẽ chết dưới đạo khóc. Mà phàm nhân sống sót, lại dùng chút lực lượng nhỏ bé của mình, dùng ngàn vạn năm thời gian, chống lên một vùng thiên địa giữa thế giới tràn ngập kết cấu lý, phục hưng thiên đạo. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên ngơ ngẩn, kết cấu lý cực kỳ cường đại, phá hủy Long Đình thời đại, nhân gian thiên đạo lại có thể khôi phục dưới sự áp bách của kết cấu lý, không ngừng lớn mạnh. Có phải điều này chứng tỏ, dưới tình huống không thay đổi kết cấu, thiên địa đại đạo bản địa có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí siêu việt kết cấu lý đến từ bên ngoài hay không? Âm thanh của Thánh Tôn truyền đến kéo tâm trí của Hứa Ứng về, nói tiếp đi. Hứa Ứng nói, giả sử chúng ta muốn hủy diệt nền văn minh của một thời kỳ đỉnh phong, ví dụ như hủy diệt thời đại Long Đình. Chúng ta không cần võ lực mạnh mẽ, không cần pháp bảo kinh thiên động địa, cũng không cần chinh phục xâm lược. Chỉ cần phá hủy căn cơ đạo pháp thần thông của Long Đình, biến Long tạo thành đạo pháp của bọn họ đổi thành lý. Kể từ đó, kết cấu Long biến thành kết cấu lý, có thể phá hủy toàn bộ Long tộc, giết chết tất cả luyện khí sĩ và thần tiên, một tên cũng không để lại. Mà điều chúng ta cần làm chỉ là, Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới tảng đá màu xanh biếc kia, nói. Ném một tảng đá màu xanh biếc, bên trên có khắc vẽ đạo pháp kết cấu lý mà thôi. Thúy Nham. Thánh Tôn lập tức nghĩ đến Thúy Nham, vẫn còn khó mà tin nổi, hủy đi một thời đại cực thịnh một thời chỉ cần một khối Thúy Nham, không cần vận dụng bất kỳ thần thông nào khác ư. Hắn cũng có hiểu biết đối với thời đại Long Đình, nhưng không nhiều lắm, chỉ biết đó là thời đại huy hoàng nhất một thời, hơn hẳn bây giờ. Hắn hoàn toàn không biết nền văn minh này bị hủy diệt như thế nào cả. Nhìn theo miêu tả của Hứa Ứng, đây là nền văn minh luyện khí sĩ cao đẳng hủy diệt nền văn minh luyện khí sĩ cấp thấp. Chỉ là phương thức hủy diệt quá đơn giản đến mức khó tin. Một khối đá đã phá hủy thời đại Long Đình như mặt trời ban trưa như thế. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1619, Chân tướng đạo khóc 2. Thánh Tôn suy tư một lúc mới nói, nhưng Thúy Nham cũng mang đến động uyên. Từ khi Hạo Thiên Đế tìm hiểu ra Thái Nhất khai ngộ từ bên trên Thúy Nham, phát triển nó rộng rãi hơn, từ đó không ngừng có người triệu hoán ra động uyên,
tạo phúc cho thế nhân. Nắm giữ lực lượng Thúy Nham chính là chỗ tốt khi Thúy Nham xâm lấn mang tới. Đại bộ phận Động Uyên hiện tại đều có quan hệ cùng Thúy Nham. Tỷ như thập đại Động Uyên cấp thiên quân, trừ Động Uyên Doanh Châu là do tiên sơn phúc địa của địa tiên giới luyện chế mà thành, những Động Uyên khác đều là tu sĩ tu tập Thái Nhất Khai Ngộ triệu hoán đến. Động Uyên cấp chí tôn chỉ có một cái là Động Uyên bản địa của địa tiên giới, Động Uyên khác đều là do Thái Nhất Khai Ngộ triệu hoán tới. Thúy Nham đã từng là một đoạn huy hoàng cực thịnh do thời đại cổ xưa mang đến. Một lúc lâu sau Thánh Tôn mới tiếp nhận sự thật rằng một tảng đá đã phá hủy nền văn minh Long tộc, nói, tiếp tục đi. Hứa Ứng tiếp tục nói, nếu như tu vi của ngươi quá mạnh, đại đạo của ngươi sẽ không lập tức chuyển biến thành kết cấu lý, sẽ không lập tức tử vong, có thể cần thật lâu mới hoàn toàn bị thay thế. Liễu Quán Nhất gọi quá trình này là táng hóa, người bị táng hóa gọi là táng. Nói đến đây, y bất giác nhớ tới hai đệ tử là Lão Táng Cảnh Minh và Minh Vương Tôn. Hai người bọn họ phải mất mấy trăm vạn năm mới bị kết cấu lý đồng hóa. Nhưng vì hai người bọn họ hiểu biết không nhiều về lý, bởi vậy bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một hai loại thần thông kết cấu lý dễ hiểu. Đây còn là kết quả sau khi nghe Hứa Ứng giảng bài một thời gian mà ra. Trong lòng Thánh Tôn lại dậy sóng, nói, thập phế thiên quân phát hiện táng và táng hóa ư. Hứa Ứng gật đầu. Thánh Tôn khen ngợi, hắn là người có tiếng toàn tài dưới trướng Thanh Huyền năm đó, thích đào mộ, nghiên cứu đạo pháp thời cổ đại. Thần thông mà hắn biết được cực kỳ toàn diện, dù ngươi muốn thần thông gì, hắn đều có thể thiết kế ra được cho ngươi. Ta rất thưởng thức hắn. Hắn dừng một chút, dò hỏi, tồn tại chí tôn cảnh hoàn toàn táng hóa thì cần bao lâu? Hứa Ứng phỏng đoán nói, đại khái chừng mấy trăm vạn năm. Ánh mắt của Thánh Tôn lóe lên, nói, chí tôn còn cần mấy trăm vạn năm mới có thể táng hóa, như vậy chỉ sợ thời gian ta táng hóa sẽ dài hơn. Trực tiếp táng hóa, không thể được. Hứa Ứng, hãy truyền kết cấu lý ngươi lĩnh ngộ được cho ta đi. Hứa Ứng sảng khoái đồng ý, nói, được thôi. Có điều, chẳng lẽ Thánh Tôn không sợ ta truyền kết cấu lý giả cho ngươi ư? Thánh Tôn liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng đã thấy đạo hạnh của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý thứ ngươi truyền là hay giả sao? Đạo hạnh của hắn cực cao, là người có đạo hạnh cao nhất ngoại trừ Đại Long Viễn Tổ mà Hứa Ứng từng nhìn thấy. Có điều tuy Đại Long Viễn Tổ có đạo hạnh cao, nhưng trình độ uyên bác thật sự không bằng Thánh Tôn. Lấy tầm mắt và kiến thức của Thánh Tôn, nếu như Hứa Ứng truyền kết cấu lý giả cho hắn, vậy thì hắn sẽ nhanh chóng nhận ra. Hứa Ứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu như ta truyền kết cấu lý cho ngươi là bảy thật ba giả, ngươi còn có thể phân biệt được sao? Thánh Tôn khẽ nhíu mày, bảy thật ba giả, này đúng là khó mà phân biệt được. Nếu như chín thật một giả thì sao? Hứa Ứng lại hỏi, Thánh Tôn lại nhíu mày nhiều hơn. Hứa Ứng nói, nếu ta truyền đại kết cấu lý thật cho ngươi, bên trong pha lẫn một hai cái giả, lại truyền cho ngươi bảy phần thật ba phần giả. Sau đó lại truyền cho ngươi chín phần thật một phần giả, ngươi còn có thể phân biệt ra được không? Nếu như ta truyền cho ngươi đều là thật, bên trong lại cất giấu một hai sơ hở mà ngươi không dễ nhận ra, chờ cơ hội thu hoạch ngươi. Đủ rồi. Trên trán Thánh Tôn nổi đầy gân xanh, cưỡng ép dằn nỗi bất an xuống, nói, ta không cần ngươi truyền lý kết cấu cho ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi làm sao tìm hiểu ra kết cấu lý là đủ rồi. Hứa Ứng vội vàng nói, Thánh Tôn, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, Thánh Tôn muốn học, ta nhất định sẽ dốc túi chỉ dạy, không dám giấu giếm gì. Thánh Tôn lắc đầu, nói, cho dù ngươi truyền thật đi nữa, ta cũng không dám học. Cho người cá không bằng dạy người câu cá, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào lĩnh ngộ ra là được. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, muốn học được kết cấu lý, cần phải học Thái Nhất Khai Ngộ trước, có được một phần Thúy Nham thạch khác. Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này ta đều có. Hứa Ứng nói, bước kế tiếp, cần phải tới nhân gian giới, tìm kiếm thập toàn đạo môn. Thánh Tôn nghi hoặc hỏi lại, thập toàn đạo môn. Chương 1620, chân tướng đạo khóc, à. Hứa Ứng nói, đạo tổ đời đầu của thập toàn đạo môn là thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất. Đệ tử bất tài, thẹn là đạo tổ đời thứ hai. Trong đó, Thúy Nham chính là chí bảo trấn môn của thập toàn đạo môn ta. Đệ tử tự viết một phong thư, Thánh Tôn đến thập toàn đạo môn, giao thư của đệ tử cho Cảnh Minh và Minh Vương Tôn thì có thể ở trong thập toàn đạo môn lĩnh ngộ Thúy Nham. Thánh Tôn liếc y một cái thật sâu, nói, thế lực của ngươi ở nhân gian giới đúng là không nhỏ.
Hứa Ứng ngoan ngoãn cúi đầu, nói, dù địa tiên giới, nhân gian giới hay là thiên tiên giới trong tương lai, tất cả đều là vật trong tay của Thánh Tôn, đệ tử chỉ là bước vào nhân gian giới sớm hơn mà thôi. Y lấy bút mực giấy nghiên ra, nhanh, chóng viết thành thư. Ở trong thư, y nói cho lão Táng Cảnh Minh và Minh Vương Tôn biết, Thánh Tôn cực kỳ lợi hại, là tồn tại mạnh nhất đương thời. Cảnh giới chí tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí đã bước ra khỏi chí tôn cảnh nửa bước, dặn dò bọn họ nhất định phải đối đãi chu đáo, không được sai sót. Nội dung trong thư, Hứa Ứng cũng không giấu giếm Thánh Tôn, cho hắn đọc thoải mái. Viết xong, Hứa Ứng giao thư cho Thánh Tôn. Thánh Tôn nhận lấy thư, nhìn về phía nhân gian giới, nói, bên trong nhân gian giới còn có tổ thần, ta tới nhân gian giới, chắc chắn sẽ chạm mặt với hắn. Hứa Ứng cũng không nói gì. Ánh mắt của Thánh Tôn lóe lên, thản nhiên nói, thôi được rồi, ta đi gặp tổ thần một lần vậy. Có điều trước đó, ta cần đi gặp một người trước. Trong lòng Hứa Ứng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết người hắn muốn gặp là ai. Hắn thật sự dám đi gặp Thanh Huyền sao? Nếu hắn đi gặp Thanh Huyền, nhất định sẽ phát hiện đối phương cũng không phải là Thanh Huyền, mà là tạp niệm Thanh Huyền đã chém ra. Thánh Tôn nói, Hứa Ứng, ngươi có thể quay về rồi. Minh Ngọc, ngươi đưa hắn trở về đi. Hứa Ứng khẽ giật mình, hắn không giết ta ư? Lâu Minh Ngọc cúi người nói, Hứa sư đệ, xin mời. Hứa Ứng khẽ khom người, theo hắn rời khỏi Đại Minh Cung. Từ đầu chí cuối y đều cảm thấy phía sau có một đôi mắt dõi theo y, đôi ánh mắt này không rõ thiện ác, nhưng làm y có một loại cảm giác sinh tử đều không nằm trong lòng bàn tay của mình. Thẳng đến khi y đã rời khỏi Đại La Thiên, loại cảm giác khó chịu này mới biến mất. Thánh Tôn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, chẳng trách Minh Tôn sẽ chọn ngươi, thiên phú của ngươi đúng là rất cao, vượt xa cả Minh Tôn. Chỉ có ngươi mới có thể bù đắp công pháp của Thanh Huyền, để Minh Tôn có thể lấp đầy lỗ thủng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp Minh Tôn triệu hồi động uyên thái nhất. Đáng tiếc, cọng rau nhà ngươi đã đến ngày thu hoạch rồi. Hắn đã lấy được thứ mình muốn từ trên người Hứa Ứng, tâm niệm vừa động, thu hồi tam đại động uyên, cất bước rời khỏi Đại La Thiên. Hứa Ứng đi xuống Đại La Thiên, trầm mặc thật lâu mới dò hỏi, Lâu sư huynh, vì sao Thánh Tôn lại không giết ta? Lâu Minh Ngọc kinh ngạc nói, tại sao Hứa sư đệ lại nói ra lời ấy? Vì sao Thánh Tôn phải giết ngươi chứ? Hứa Ứng nói, loại tồn tại như Thánh Tôn, thu hết quyền lực thiên hạ vào trong tay, dù là sống chết của tiên đế Minh Tôn cũng nằm trong một ý niệm của hắn. Hắn nắm giữ tài nguyên như vậy, nghiên cứu đạo khóc lâu như vậy, nhưng từ đầu chí cuối lại không có thu hoạch gì, ta lại phá giải đạo khóc, chẳng lẽ hắn không muốn giết ta? Lâu Minh Ngọc cười nói, Thánh Tôn không phải loại người đố kỵ người tài như thế. Thánh Tôn lấy thiên hạ, cũng không phải vì Thánh Tôn đố kỵ người tài, mà là vì xu thế thời đại, không thể không lấy. Nếu ta không lấy, tất sẽ bị người khác làm hại. Trong hoàn cảnh như thế, không ai có thể chỉ lo thân mình. Huống chi, tài tình của Thánh Tôn cao hơn ngươi, không thể thấp hơn ngươi, vì sao lại phải hại ngươi chứ? Hắn bình tĩnh nói, Thánh Tôn cũng biết được Thái Nhất khai ngộ, cũng có được Thúy Nham thạch khác. Nếu như hắn gặp được Thúy Nham trước ngươi một bước, hắn sẽ phát hiện kết cấu lý trước ngươi, cũng phát hiện ra bí mật của đạo khóc. Với tài tình của hắn, đủ để làm được điều này. Hứa Ứng nghĩ đến rừng đạo thụ và vô số đạo hoa đạo quả mà mình đã nhìn thấy bên trong Đại Minh Cung khi nãy, không khỏi gật đầu. Thánh Tôn đúng là rất có tài. Lâu Minh Ngọc nói, nếu hắn đi tới chỗ Thúy Nham, phát hiện chỗ hắn lĩnh ngộ thật sự không bằng ngươi, lúc này mới có thể sẽ động sát tâm đối với ngươi. Hiện tại thì không. Huống hồ gì, Minh Tôn sẽ thu hoạch ngươi, ngươi thậm chí còn chưa chắc có thể sống lúc đến Thánh Tôn trở về từ nhân gian giới. Hắn cần gì phải động tới ngươi chứ? Hứa Ứng khen, Lâu sư huynh nói chuyện đúng là hay thật, quả là một nhân tài. Nếu ta có thể sống đến lúc Thánh Tôn trở về từ nhân gian giới thì sao? Các bạn vừa nghe xong tập 162 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.